Ayo, hello các bạn đã đến với channel Film and More của mình. Hôm nay mình sẽ đổi không khí một chút. Video hôm nay mình sẽ đến với bộ phim A Mile 8 dặm, một bộ phim khai thác về văn hóa hip hop, cụ thể hơn là thể loại rap đường phố. Đối với các bạn đam mê với rap, hip hop thì chắc bộ phim này không có gì quá xa lạ với các bạn nữa rồi. A Mile là bộ phim điện ảnh đầu tay của một trong những rapper huyền thoại Eminem và nó dường như kể về cuộc đời của chính nam rapper này. Nên không nói quá, có thể bộ phim này cũng là một bộ phim rất truyền cảm hứng từ đời tới nhạc cho các bạn có chung niềm đam mê. Trong video này, mình sẽ phân tích xem một bộ phim về rap underground thì thế nào, cũng như ta thấy được gì từ góc nhìn của cuộc đời của Eminem, thì mình mời các bạn xem tiếp video của mình nhé. À, đây không phải là một bài phân tích quá tỉ mỉ về tính văn hóa hip hop, nên nếu còn gì thiếu sót, hy vọng các bạn đừng diss mình nhé. Còn các bạn đã biết nhiều và nghiền ngẫm bộ phim này, thì nếu các bạn đã biết những thông tin trong bộ phim, thì coi như là ôm lại kỷ niệm. Còn nếu các bạn biết nhiều hơn, thì hãy comment cho mọi người cùng biết nhé. Film and More xin cảm ơn. Rapper Eminem sẽ vào vai rapper B-Rabbit sống ở Detroit. Anh xuất thân từ một gia đình nghèo, cha mẹ ly tán. Anh phải làm lao động tại một nhà máy để trang trải cuộc sống và ấp ủ làm nên chuyện lớn trong rap. Và chuyện này vốn là chuyện không hề dễ dàng một chút xíu nào. A Mile, tên của bộ phim, là tên một con đường tại Detroit, là một nơi tựa như biên giới ngăn cách Mỹ đen với Mỹ trắng. Rap là thể loại nhạc bắt nguồn từ người da màu và phát triển mạnh mẽ tại các khu ghetto của Mỹ. Và nó dường như là thể loại âm nhạc do người da đen thống trị. Và B-Rabbit là một anh chàng da trắng đang cố tạo kỳ tích trong giới rap. Vì thế ban đầu, dù B-Rabbit là một chàng trai vô cùng đam mê, anh ấy luôn viết lên mảnh giấy nhào nát, chi chít những dòng lyric. Các homie thì cũng thúc đẩy, nhưng anh ấy lại không dám ra cọ sát. Trong khi trong khu tao rap thì các rapper underground vẫn đang cọ sát luyện trình từng ngày. Cả trăm người cổ vũ, hai thằng rap như hai con gà trời. Vì thế xuyên suốt cuốn phim không phải hành trình mà B-Rabbit nâng trình, nâng skill trong rap. Vì oh yeah, đến lúc anh ấy bung ra, chúng ta đã biết anh ấy kinh đến thế nào. Mà hành trình của phim là hành trình mà B-Rabbit chiến thắng chính bản thân mình, vượt qua sự tự ti về nghịch cảnh và đặc biệt là phản kháng lại khi anh luôn bị công kích bởi nhóm Free World, là nhóm rap underground trong khu, luôn tấn công, ăn hiếp B-Rabbit cùng nhóm bạn. Bộ phim này có lẽ thu hút và nhận được sự đồng cảm ngay từ đầu phim. Mình nghĩ không chỉ riêng fan hip hop mà cũng có thể là bất cứ ai. Đó là background của nhân vật, hoàn cảnh của B-Rabbit. Xuất thân trong một gia đình tan vỡ, nghèo hèn, phải bươn chải cuộc sống, nhiều lần muốn hàn gắn gia đình, nhưng cũng lại liên tiếp xảy ra những mâu thuẫn chồng chất. Đối với ai đam mê viết rap thì đây luôn là một chất liệu dồi dào để đưa vào và trải lòng lên nhạc. Còn dù không mê rap đi chăng nữa, chúng ta vẫn có thể đồng cảm với hành trình theo đuổi đam mê của một chàng trai trẻ đang không hạnh phúc với thực tại, vừa không hạnh phúc vì gia đình, vừa không hạnh phúc vì không được sống với đam mê. Về chi tiết này thì có chút khác với Eminem ngoài đời. Đó là lúc bắt đầu anh ấy làm nhân viên trong nhà hàng và làm đủ kế sinh nhai để kiếm sống, chứ không chỉ riêng nhà máy. Còn về gia đình thì ở thời điểm ấy, Eminem có kết hôn và có một người con gái. Eminem được mệnh danh là người cha vĩ đại, sống vì con gái. Tuy không giống tình thương với em gái như trong phim, nhưng chúng ta thấy được dù là Eminem hay B-Rabbit rằng hoàn cảnh có thể nghiệt ngã, hình thành nên một ta đầy phẫn uất, hận cuộc đời. Nhưng sâu thẳm thì vẫn là một người chan chứa, đầy tình cảm. Ta có thể nhìn thấy mối liên hệ giữa Eminem và B-Rabbit ở thời điểm này, nhất là ánh mắt, họ có thể giận dữ với cả thế giới. Nhưng đối với người mà mình yêu thương, anh ấy lại vô cùng hiền từ, trìu mến. Cuộc sống này chẳng ai đo lường được thành công hay hạnh phúc, nhưng một người đàn ông không yêu thương vợ con đầy đủ, chắc chắn anh ta là kẻ thất bại. Nổi tiếng, giàu có là thế, nhưng suốt cả sự nghiệp, Eminem vẫn luôn bao bọc, chở che cho con gái mình để bù đắp cho cô bé khi thiếu thốn may ấm gia đình. B-Rabbit cũng thế, anh ấy tổn thương từ gia đình, em gái anh ấy cũng thế, anh ấy không thể thay đổi được điều đó. Cách anh ấy có thể làm đó là bù đắp lại tình thương cho em gái, dù là bất cứ ai, nhất là những người làm nghệ thuật. Trước khi nói lời yêu với cả thế giới thì nên biết cách yêu thương gia đình nhỏ trước. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt người mình thương yêu thôi là đủ. Đó là nguồn cảm hứng mà ta chẳng cần mất công đi đâu xa tìm kiếm. Nó ở trước mắt và ở trong ánh mắt. Chuyện gia đình là thế, thế giới ngoài kia cũng khắc nghiệt chẳng kém. Anh vừa mới có cảm giác cảm mến yêu thương một cô gái thì chẳng lâu sau đấy lại bị cắm sừng, mà lại bị cắm sừng với chính người bạn của mình. Người bạn này không chỉ phát ghệ bạn mà còn đi đêm với đối thủ, quảng bá hãng thu âm cho nhóm Free World. Đúng là cuộc đời của rapper old school bị vùi dập đủ kiểu. Nhưng áp lực tạo nên kim cương, khi bị cuộc đời chà đạp, cách duy nhất còn lại là phản kháng, một tinh thần rất hip hop. Và phải shout out đến những người anh em của B-Rabbit, nhóm bạn hai da trắng, hai da đen, luôn đồng hành và giữ lửa đam mê dù hoàn cảnh thế nào. Trong nhóm có nhân vật Future, dường như dựa trên người bạn thân ngoài đời thực của Eminem là rapper Proof, cũng có góp mặt trong dự án phim đầu tay của người bạn của mình, nhưng mà là trong vai phụ Lil Tic.
Cuối cùng nó đã đẩy Pyramid cùng những người bạn đến với trận battle rap trực diện với nhóm Free World. Và phân cảnh trận đấu này cũng trở nên kinh điển, đặc biệt là với những fan Eminem. Nó như một phân cảnh huyền thoại biểu trưng cho con quái vật Eminem. Đặc biệt hơn là lần hiếm hoi ta thấy được bờ mông trắng nước Mỹ của Eminem. Pyramid đã đấu 3 round, 2 round đầu anh dễ dàng vượt qua Liquidity Split và Lotto. Vì cơ bản, hai rapper của Free World chỉ nâng bi thủ lĩnh Babadoc và tấn công Pyramid và nhóm bạn bằng cách Honky. Những chiêu bài công kích như nói Honky là phát xít, đảng 3K, một đảng theo ý thức hệ bài người da đen tại Mỹ. Rapper Mỹ trắng cũng được lòi vào như Vanilla Ice. Hay ví von cách Pyramid chơi nhạc rap ẻo lả như giọng nhạc Outlaw Country của Waverly Nelson. Rapper đấu round 2 tuy cứng cựa hơn nhưng vẫn chia bài cũ là thách thức chủng tộc hơn nữa. Và cuối cùng Lotto đã thua mà chính mình còn không ngờ được, như cái cách không ai ngờ mẹ của Pyramid đã trúng Lotto vậy. Pyramid bẻ lại dễ dàng, là nói ngoài cái màu da ra thì nhóm Free World chẳng còn biết công kích gì anh cả. Anh dùng lại chính chiêu bài của đối thủ, lo những cái tên nghệ sĩ Mỹ đen như Snoop Dogg và rau cuối là Tupac, nhưng không theo kiểu so sánh kỳ thị, mà Pyramid kiểu ví von nhóm Free World thật ra cũng chỉ là bản nhái của những rapper đó. Và cuối cùng, ở round cuối, màn battle với thủ lĩnh của nhóm Free World, Babadoc. Người ta nói trùm kế cuối mạnh hơn trùm cuối là có thật. Pyramid trong 2 round trước, thật ra vẫn chưa sử dụng hết công lực. Tới trận với Babadoc, anh dư biết Babadoc sẽ lôi vũ khí hủy diệt cuối cùng là lôi chuyện gia cảnh của anh hay chuyện của homie anh. Đặc biệt là chuyện anh bị bạn gái cắm sừng. Trong rap gọi đây là phát. Pyramid đã tự kể về những cái phát này theo một cách rất phát. Anh tự show ra theo kiểu: mày biết gì về tao, người ta cũng biết rồi. Tao biết gì về mày, cái đó mới đáng sợ. Anh vừa round up màu da trắng của mình, vừa lôi phát của Babadoc, thật ra là fake. Anh chẳng phải là gangster hổ báo gì, mà như một quý công tử học trường công của người da trắng Grand Book. Nên nếu đối thủ mỉa mai gia cảnh Pyramid thì anh tấn công lại ví Babadoc như Clarence sống trong gia đình hạnh phúc mà tối ngày gang. Babadoc chỉ là một gangster part time. Sẵn dịp tố luôn việc anh bị Free World đánh hội đồng, nhưng có lẽ vì họ biết không thể thắng anh được trên nhạc. Anh cũng dư biết Babadoc sẽ lôi chuyện bạn bè của anh vào, nên anh diss luôn họ đối thủ. Anh ví bạn da đen của mình là Bác Tom trong túp lều của Bác Tom đi phục vụ người da trắng. Còn thằng bạn da trắng ngu ngốc của anh thì tự bắn vào chân mình. Tắt luôn con beat, anh diss luôn chính mình, diss luôn cả cuộc thi này, chẳng cần thắng làm gì, diss luôn khán giả, diss luôn ai xem thường mình, diss tất cả. Anh ấy đã được công nhận là rapper mọi da trắng đỉnh cao trong dòng nhạc của người da màu. Và rồi bạn nghĩ nếu bạn là Babadoc, bạn diss gì giờ khi đối thủ đã diss hộ phần mình? Màn ba đồ cuối này trở nên huyền thoại vì đây là phân cảnh mà Pyramid không chỉ chiến thắng đối thủ mà còn là chiến thắng chính mình. Hoàn cảnh, thân phận của Pyramid có thể thấp hèn, nhưng Pyramid không dùng âm nhạc để than vãn mà biến nó trở thành cái chất của mình. Pyramid đã biến điểm yếu của mình trở thành vũ khí, phát chỉ là điểm yếu khi người ta cố che đậy nó. Sau 2 thập kỷ nhìn lại, đây vẫn là bộ phim có điểm sáng và truyền cảm hứng. Nó như một sự bứt phá hơn là một bộ phim nghiên cứu tiểu sử của văn hóa rap, và có lẽ thành công lớn đến từ Eminem. Anh và quản lý của mình đã bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết trong dự án A-Mai này, một bộ phim mà ngay từ đầu còn không có nổi một cái tên. Dĩ nhiên mình cố gắng không đồng nghĩa sẽ nhận được sự ủng hộ theo tỷ lệ thuận. Diễn viên Mekhi Phifer từng từ chối tham gia dự án này vì không nghĩ rằng Eminem biết diễn và nghĩ các nhà sản xuất đang mượn tên tuổi của Eminem để câu khách. Khác với nhân vật Pyramid thì vào năm 1996, Eminem đã có EP đầu tiên và thời điểm dự án phim công bố, Eminem đã nổi tiếng. Rapper đi tấu hài thì dường như cũng không còn gì là lạ. Còn một bộ phim nghiêm túc, giận dữ và rap á, chưa ai nghĩ Eminem sẽ làm được. Thà coi CB4 của Chris Rock còn hơn. Thay vì chứng minh là họ sai thì Eminem chứng minh là mình đúng. Với dự án ngày mai, anh hy sinh luôn ngoại hình của mình. Ở thời điểm này chắc nhiều người vẫn chưa nhìn Eminem quen lắm. Anh cũng làm việc chuyên nghiệp có mặt trong từng cảnh quay. Anh cũng viết lyric cho tất cả các đoạn rap, kể cả diss anh. Diễn viên Anthony Mackie cũng từng chia sẻ rằng Eminem thời điểm ấy không biết nhiều về Anthony. Anh còn tra Google để nghiên cứu phát để viết lyric trong bài diss anh. Nói đúng ra Eminem diễn như không diễn. Anh như bê nguyên si anh lên màn ảnh cùng sự tức giận đặc trưng ấy. Cuối cùng thì nó đã mang lại trái ngọt. Ca khúc chủ đề Lose Yourself trở thành bản hit đầu tiên của anh đạt được giải Oscar.
Ở thời điểm này dù Eminem đã là ngôi sao lớn, nhưng Eminem chưa bao giờ đạt được vị trí số 1 trên Billboard Hot 100. Without Me của anh chỉ đạt vị trí thứ 2, Cleaning Out My Closet và The Real Slim Shady đều đạt vị trí thứ 4. Còn các tác phẩm kinh điển khác như Stand và The Way I Am thậm chí còn không lọt được vào top 50. Huống hồ chi ở kỳ Oscar lần thứ 75 lại có quá nhiều đối thủ nặng ký, tới mức Eminem còn không tới dự vì nghĩ mình sẽ không chiến thắng. Và cuối cùng, hạng mục ca khúc trong phim hay nhất đã thuộc về Lose Yourself trong A Mai. Đây cũng là lần đầu tiên một ca khúc rap chiến thắng hạng mục này tại Oscar. Nhưng ca khúc này tới tận 18 năm sau, trong kỳ Oscar lần thứ 92, anh mới có cơ hội trình diễn tại đêm trao giải Oscar. Khán giả vẫn thuộc nhẩm theo lời bài hát và đứng dậy dành tràng pháo tài tán thưởng anh. Nhưng nhìn lại A Mai thì cũng không hẳn là vui trọn vẹn, vì đáng buồn rằng rất nhiều người trong bộ phim đã mất. Đầu tiên, người góp phần kể câu chuyện này trọn vẹn nhất, đạo diễn Curtis Hanson, dù ban đầu cầm trịch A Mai là Quentin Tarantino, bạn diễn Brittany Murphy, D'Angelo Wilson, người bạn thân ngoài đời là rapper Roof. Nhà phê bình phim Roger Ebert, người đã chấm A Mai 3 trên 4 sao và dành nhiều lời khen cho bộ phim. Ngày nay, rap hip hop đã chuyển sang new school. Nó đã rất khác so với cái thời old school của Pyramid hay Eminem. Nó cũng đã vượt xa hơn ra ngoài biên giới, trở nên thịnh hành ở nhiều quốc gia trên thế giới. Nó cũng trở nên gắn kết và hòa bình hơn so với cái thời quậy phá cũ. Nhưng nó cũng vấp phải những tranh cãi rằng vậy chất và tinh thần rap đâu. Ngày nay đúng hơn, rap dường như trở thành thứ phụ kiện hay công cụ cho các rapper nhiều hơn. Cách mà người ta tự hào về rap hay đam mê cũng không còn là biết ơn dòng nhạc này đã cứu sống cuộc đời, hay là nơi bứt phá vượt qua giới hạn bản thân, mà người ta khen ngợi nó vì nó mang lại tiền bạc và danh vọng, đã sản sinh ra thế hệ mới lựa loẹt trọng hình thức, giao diện và rất dễ ảo tưởng quyền lực, tiền bạc và vị trí của bản thân trong xã hội. Cứ như tụi mày qua để cao đồng tiền, mấy ngày không biết rap chắc chết đói hết. Một rapper như B-Rabbit dẫu đang có cơ hội vụt sáng, nhưng anh ta từ chối và trở về với cuộc sống của mình. Có lẽ vì anh đã thỏa được hai thứ, đó là nhờ rap anh đã vượt qua được mặc cảm tự ti mà chiến thắng chính mình, và anh cũng đã thỏa được đam mê trong âm nhạc của mình. Nhiều người nói sai lầm khi anh ấy từ bỏ, nhưng mình không nghĩ vậy. Nói anh ấy từ bỏ ánh hào quang thì có thể đúng, nhưng chắc chắn rằng anh ấy sẽ không từ bỏ rap. Rap vẫn chảy trong máu của anh ấy, chỉ là theo cách khác. Mà rapper như B-Rabbit thì có mấy ai? Ngày nay chúng ta chỉ thấy những rapper như Papadoc đứng lên phản đối sự bất công, phản kháng văn hóa, struggle các kiểu, nhưng chính mình cũng xà theo những thứ bất công đó, thái hóa và đi ngược lại nền tảng ban đầu, cái gốc thật sự của rap và hip hop. Và khi hai trường phái chánh tông và new school vẫn đang tranh cãi, thì rapper nửa mùa... Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết video phân tích của mình. Các bạn hãy để lại cho mình một subscribe, like để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Còn bạn nào có ý muốn donate cho mình thì các bạn cứ inbox vào fanpage Film & More. Mình có để link fanpage của mình ở dưới phần description thì các bạn có thể nhấp vào đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp các bạn một video khác tại Film & More. Bye bye, see you soon.